Anh xin chào em gái. Mấy anh mới lại thăm nè. Vàng ơi, bữa nay hôm bữa gửi tiền, có tiền mua sữa rồi đó hả? Dạ. Cái này là không có còn để kiếm tiền mua sữa ha. Chàng ơi, thấy cưng quá quý vị vậy. Em gái, cho anh hỏi thăm nè. Thì từ cái ngày mà mấy anh gặp được em đang ngồi ngoài đường đó, thì để mà xin tiền đó em, thì mấy anh cũng có giúp đỡ chút đỉnh đó, rồi cuộc sống mấy mẹ con ngày hôm nay như thế nào rồi? Mẹ anh cũng mua gạo với sữa chứ tả cho nó anh, chứ còn được 500. Mua gạo với tả ha, với sữa cho cháu nó ha. Dạ. Vàng ơi, rồi em cho anh hỏi thăm nè, sau khi mà mấy anh á đăng cái đoạn video nói về cái, em cho anh hỏi thăm nè, hôm bữa anh nghe nói là khi mà em quen với người chồng này nè, là cha em cản dữ lắm hả? Là lúc đó là cha em nói gì em? Nhưng mà em còn nhớ cái ý của cha em là muốn nói điều gì không? Đúng như là cha em muốn nói điều gì không, em có nhớ không? Em lâu quá em chưa. Nhưng mà cha có ngăn cản không? Em gái cho anh hỏi thăm nè, từ cái ngày mà tụi anh á, mấy anh em của anh á đi trên đường gặp được cái cảnh á là hai mẹ con á đang ngồi sinh dưới trời mưa á, rồi tụi anh cũng có hỗ trợ giúp đỡ phần viên của Quý Mạnh Thường Quân á trao đến cho hai mẹ con á, thì sau cái ngày đó cho đến nay á là cuộc sống em như thế nào rồi? Mua gạo với mua tả với mua sữa cho con ha. Rồi em còn tiền không? Còn được 500. Còn được 500 ngàn ha. Là em mua sữa như vậy là được bao lâu, uống được bao lâu? Được một hộp uống được nửa tháng. Cũng nửa tháng à? Dạ. Ngàn ơi khổ thân luôn. Rồi em cho anh hỏi thăm nè, từ cái khi mà mấy anh em của anh á, đặt của hai mẹ con á, phải đi xin ngoài đường như vậy đó, rồi chồng em có nói gì không? Không điện luôn hả em? Không điện. Rồi mẹ chồng em? Em không. Từ cái lúc mà em cất bước ra đi á, trong cái những ngày tháng đó là em làm những gì? Giống như là trong khi đó là em đã mang thai rồi đó, rồi em làm những gì để mà kiếm sống? Thì em làm trong công ty nó được thăng tiến một tháng nữa, là công ty cho em nghỉ. Nghỉ là đẻ. Nhưng mà không có, ý là nói là tới em về 3:30 là học cái công đoạn nó không ai thế vô, rồi công ty quyết định cho em nghỉ sớm. Là em về nhà em không làm gì chơi không. Chàng ơi, với thầy em yếu, thằng này em có bầu tiền thầy yếu. Thầy yếu ha? Yếu. Là đâu có làm nặng được đâu. Em không có làm nặng gì được. Rồi về nhà như vậy suốt mấy tháng trời cho đến ngày sanh nở đó, rồi tiền đâu em có? Mượn ha. Trời ơi khổ thân ha. Hiện tại bây giờ là em đang thiếu ở ngoài là bao nhiêu tiền rồi? 5 triệu. 5 triệu hả? Dạ, 5 triệu. Chàng ơi, chàng. Nhưng mà người ta có gây khó dễ gì cho em không? Dạ không, người ta biết vậy, nó không có làm khó dễ gì. Cũng đỡ ha. Nếu mà người ta đòi căng quá đó, thì anh nghĩ chắc em không có đường để mà trả tiền cho người ta nổi đâu. Thật sự bây giờ em cho anh hỏi thăm nè, em còn nhớ thương người chồng đó không? Thật không? Dạ. Cái ngày đầu tiên em đi á, em còn nhớ không? Là tới ngày em đi lên, là nó rước em muốn chở em đi lên làm, em không chịu đi, chỉ nói là đi về bản thì em đi xe đò lên. Là tự em đi xe đò lên trên chở em làm hơn em. Nhưng mà có nhớ chồng không? Ngay nhà đầu á. Không. Thiệt không? Thiệt. Chàng ơi. Bây giờ mà nếu mà vợ tỷ con cha nó với bà nội qua nhìn, em cũng không cho nhìn. Sao vậy? Em không cho
nhìn mẹ con mình bỏ tạo nó ra mà bỏ nó, à giờ cho nhìn em cũng không cho. Thí dụ như mẹ chồng em xuống nước nhỏ rồi sao? Dạ không, em cũng không cho nhìn. À, nhưng em suy nghĩ là cấp đầu đã đuổi em và không chấp nhận cháu nội, thì bây giờ chấp nhận nữa, chấp nhận sau này cũng đuổi. À, em sợ điều đó không? Có nghĩa là em sợ sau khi mà lần này nếu mà em quay về thì cũng sẽ có một ngày nào đó em bị đuổi nữa ha. Dạ con xin gửi lời chào chú ạ. À, chú cho con hỏi thăm nè, thì vừa qua con có gặp được con gái của chú á, là đang ẵm con á, mà phải lặn lội ngoài đường á chú, để mà xin tiền mua sữa cho con mình, cũng như là xin tiền mua cơm mua gạo để cho trang trải cho cuộc sống hàng ngày. À, thưa chú cho con hỏi thăm nè, chú nghĩ như thế nào khi mà chú nhìn thấy cái cảnh đó chú? Thế là nhìn cảnh con cháu giờ nếu cha mẹ nó bỏ rồi, nếu mình làm ông làm bà nó bỏ con, con dù hề gì chăng cũng là con của mình, máu mủ của mình, rồi cháu của mình cũng là mình bỏ giờ. Nhưng mà nói chung là hoàn cảnh gia đình thì cũng eo hẹp, thì không có bằng mướn thê được mới nó làm nên cảnh này, xin tiền xin ít đỉnh tiền, cố gắng nhờ các nhà hảo tâm, nhà nhân đạo đó có cho nó đường số ít nhận nó mua sữa con bú thôi, thì cũng rất mang ơn rất thiệt. Thế nào bị hoàn cảnh cha mẹ giờ cũng già cả nữa thì không có mần mua ra tiền cho bạn, nó bệnh tật nguyện đi đâu đứng nó bằng bình thường mình, chứ hồi nhỏ thì nó bệnh đó rồi dò cảm nó ngồi xuống bằng đâu được, ngồi hỏi mình đâu được. Dạ, chú cho con hỏi thăm nè, nhưng mà khi chú thấy cái cảnh con mình nó ngồi dầm mưa chú để mà xin tiền đó, lúc đó chú có khi nào mà chú rơi nước mắt không chú? Chú rơi nước mắt, chú thấy con từng biết làm sao giờ, không lẽ nào bây giờ là mình xô đuổi đi đâu giờ. Xưa nếu cha mẹ mình bỏ nó, ai nuôi ai nắng cho nó, giờ mình nói đi ra đường mình nó xin cái bụng làm sao mà nó có nơi chỗ nuôi tuổi ăn ngủ qua đêm quay họ, thì buộc lòng chứa chấp nó nhà cho nó khỏe nuôi con đó. Chứ đâu biết gì giờ làm cha mẹ nó bỏ con. Dạ. Chú cho con hỏi thăm nè, khi mà con trò chuyện cùng với cô cái buổi trước đó chú, cũng như là trò chuyện với con gái chú á, thì con cũng được biết là chú là ngay từ đầu là chú đã giống như là nghi ngờ và không tin tưởng người đàn ông này rồi. Chú cho con hỏi thăm nè, lúc đó vì sao mà chú biết được vậy chú? Lúc đó thì cũng nhờ trong mai mối dẫn qua, thì con mình tính ra là ưng đâu mình gả đó, thì dù gì nó cũng được nhờ bản thân nó, vậy đâu mình đâu ngờ bản thân như thế này. Thế mình biết gì đó mình gã mượn gì vậy? Mà lúc đầu hình như chú cản đúng không? Ừ, chú cản nhưng mà đặt dạy nó quyết lòng của nó rồi tụi nó chứ. Sao thăm nè, vì sao mà lúc đầu chú lại ngăn cản cái người đàn ông này đến với con gái mình chú? Tại thấy nó lớn tuổi nó lại nhiều quá, mày làm chú nghi ngờ. Là lớn tuổi hơn hả chú? Lớn tuổi nó mua số ít gì đó, dài 3 tuổi chứ cũng hơi nghi ngờ chứ tỉ. Dạ. Nhưng mà khi người đàn ông này nè đến với giống như là đến với con gái chú đó, là chú cản con gái chú mà con gái chú không nghe lời hay sao? Chàng ơi chàng, bây giờ nó không nói khổ nè. Cái ngày mà con gái chú giống như là sắp bị đồ về nhà chú, là lúc đó là chú nghĩ như thế nào chú? Thì lẽ là mình chấp nhận nó, lẽ đuổi đi ra, giờ người ta không chấp nhận đuổi gì rồi, mình đuổi đi nữa, nó nhờ ở đâu giờ? Dạ, con xin gửi lời chào chú ạ. Dạ, thưa chú, chú cho con hỏi thăm nè, con được biết á là chú là cha ruột của cô gái mà ẵm con á chú, ngồi ngoài đường để mà xin tiền hàng ngày á chú, kiếm tiền mua sữa cũng như là mua cơm, mua gạo hàng ngày, lo cho cuộc sống hàng ngày á chú. Chú cho con hỏi thăm nè. Dạ thưa chú, thì trong ngày hôm nay nè chú, nói chung là quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á chú, rất là bức xúc về con rể của chú á, cũng như là bà xui của chú á. Mấy anh em con không biết gặp chú trong ngày hôm nay nè, chú có lời gì muốn nói, muốn gửi đến con rể mình không chú? Gửi nó, gửi cho con đó thôi, chú thương vợ cho con thì nó về rồi. Coi như là nó bỏ vợ của con thì coi như là nó không tới luôn, bà xui nó cũng ngó ngàng tới nữa. Từ ngày sinh đẻ tới giờ là không ngó ngàng tới xui gia gì không.
việc tâm việc tích dễ gọc thì cũng vậy luôn, không thấy gì để gì chơi luôn. Con nó đâu còn vợ con nữa đâu, phải nó biết thì nó gì rồi. Nhưng mà chú có lời gì muốn nhắn gửi đến con rể mình không chú? Thì nhắn cho nó đừng gì đây tới luôn đây nữa được, nếu nó bị bỏ vợ con thì thiệt tình bỏ luôn, đừng gì tới luôn được. Kêu cha mẹ mày đừng qua tới đây lui đi, nhìn giận thì coi như giờ cũng bỏ rồi. Chúng mày có người bỏ, mày không còn có ngàn nữa, chúng mày bị bỏ cha vợ mày, mày không có ngàn tới vợ con, mày không có ngàn tới coi như mày gì đây chi nữa, đừng tới lui nữa, mày cắt đứt luôn, mày cắt đứt luôn đi vậy. Cắt đứt luôn. Ừ, khỏi gì tới lui chứ. Chú cho con hỏi thăm nè. Thí dụ như mà bây giờ bà xui á, giống như là bà xui á là mẹ của con rể chú á, mà có giống như là bây giờ thấy cháu nội nè, thấy thương quá, thấy dễ thương quá, thấy cưng quá, rồi thay đổi ý, cũng như là con rể chú á cũng thay đổi ý, rồi chạy xuống đây năn nỉ, rồi lúc đó chú nghĩ sao? Thì lúc đó chú chưa biết nó bàn lại nội ngoại nó coi sao, nội bà ngoại đó, cha mẹ này là bây giờ nếu mà mày còn chấp nhận người thương mày không bảo mày phải làm bảo đảm như thế nào sao? Mày hứa ông vợ bà vợ mày sao, hứa dòng họ bà vợ mày sao, có cách nào nếu mày mà chấp nhận được tình á, đúng mày bằng giấy tờ đi rồi tao cho ở, còn mày không thôi chứ đừng có nói mày về đi, dẫn đem về khoảng 50 bữa đó tháng rồi, thôi mày về đi, mày về đuổi thì nó có công lắm. Là thường xuyên đuổi cái gì chú? Thôi nếu mà đuổi gì nó thôi ai cho đi ở chi nữa. Nhưng mà ngày trước là đuổi nhiều lần không chú? Ngày trước thì nghe mẹ chồng nó đuổi hoài gì đâu cho ở, đuổi hoài luôn. Ừ. Rồi bây giờ chú quyết định là nếu mà bà xui với con rể mà có lại năn nỉ chú cũng chấp nhận nữa hả? Không, không chấp nhận đâu, nghỉ. Chàng đi nữa. Đi nữa là mày cũng y ngựa chạy đường cũ nữa. Dạ. Ừ. Coi như là có cái đuổi ngày hôm nay thì cũng sẽ có đuổi ngày mai. Thì phải có đuổi đường tới nữa. Dạ, tại vì quen đường cũ ha chú ha. Quen rồi. Dạ. Chú cho con hỏi thăm nè. Chú cho con hỏi thăm nè. Con không biết rằng cuộc sống thường ngày của cô với chú á là làm công việc gì để kiếm tiền được chú? Bây giờ thì cũng khó làm ăn, có ai mình muốn theo đó. Chú thì thường ngày, chú thường ngày thì ở xóm này chú xuống sông, chú bơi xuống sông á. Dạ. Giấc ủi, đó phụ chắc vòng vòng đó, rồi cái thôi gặp trai mũ, cha vợ trai người ta chôi, người ta gớt đó. Chú lượm lâu lâu cái 50 bữa nữa tháng bán là cũng vài ba chỗ. Chàng ơi đi nhặt dây chai sống hả chú? Còn bả thì đâu có việc đi mận mướn rồi tới mấy bữa nữa mới đi soi ốc. Thì một đêm 6 ngày được nhiêu đâu. Chính thằng rể đó qua nó biết, nó tiếp lẻ ông nó biết á. Là một đêm nó đi có thể 11 giờ 2 giờ. Bả vừa tới nhà nó đừng để từ chú người tới 4 giờ nó dựng nấu ốc cũng được. Dạ. Qua 4 giờ chiều quán nhưng trong ngoài 70 trong ngoài bị ốc đâu đi quán được. Trong ngoài nhưng mà trong khi đó là thức đêm thức hôm. Nguyên gia đình ăn luôn. Rồi nguyên gia đình làm. Mà tính ra như vậy một đêm đã làm coi như vậy là đi như vậy từ 6 giờ chiều đầu quá đi rồi vô tới đồng 2 giờ 3 giờ kia vừa tới nhà vẫn ngủ được chứ 5 giờ chú ở đây chú được ốc xong xuôi chú lẻ ơi thì nào mới tính ra lẻ coi như 3 4 giờ chiều 20 giờ chiều mới ngồi thì coi như được 70-80 ngàn. Coi như là công sức của 3-4 người mà 3, nguyên đêm. Nguyên đêm mà chỉ được có 100 ngàn. Trong ngoài. Là tính ra người được có làm 12 tiếng mà đâu có được nhiêu tiền đâu. Đâu có nhiêu đâu. Mà giờ nếu mà đi mùa này chỉ lẻ thôi, ngoài ra không còn bằng chứ. Rồi chứ mình cắt lúa được lắm nha. Cắt lúa tay nó đi mà mướn không thấy rồi. Ví dụ tới mùa xả lúa nó mướn mà đi xả ngày á. Đi đánh đường nướng này nọ được, còn bây giờ thì nó đâu còn mướn chứ. Bây giờ nó mướn công đoạn mà. Ví dụ là mình 10 công, 7-8 công, 20 công gì là nó có là nó dớt giống nè. Nó đánh đường nước này nó xả rồi gỗ lát một tiếng hỏi tiếng hộ gỗ cái gì. Giờ nó muốn một chiên ngày hay ngày. Chú cho con hỏi thăm nè. Rồi cái cuộc sống như vậy đó chú. Rồi chú đi nhặt dây chai rồi ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Trời ơi, ngày tính ra chắc 10 ngàn, 5, 7 ngàn gì nè. Một ký giờ 4 ngàn, 5 ngàn à. Một ngày làm sao được đơn chục ký mũ. Sống cuốn là có. Ôi xuống cái sông này nè, nếu có được bình trôi thì cũng rất có. Dạ. Còn không có được bình đâu có gì đâu. Khổ thân không? Chô được kể gì rồi. Con cũng hiểu rồi, cũng chính vì lý do đó cho nên chú đành phải nhắm mắt giống như là nhìn con mình đi sinh hay chú ha. Dạ, bởi vì sao giờ? Không có đường nữa hay chú ha? Có đường đâu, quên hết chứ bây giờ chị. Rồi sao chú còn anh em gì không? Anh em thì còn được 3-4 người mà giờ cũng tứ tán mà muốn vô ở nhà đi công ty này nọ mà đâu có cái nhà, vợ nhà cũng đâu có sở được mà. Ví dụ như chú nhờ anh em giúp đỡ cho con gái chú được không? Không có đâu, mà ai cũng vậy, không thiếu thốn đầy đủ chứ. Ai cũng khổ hết ha. Còn bây giờ có người em ở nhà thì nó cũng 4 ngoài 50 tuổi chưa chồng, bây giờ cũng bà già 8 mấy tuổi ngộ nhau. Nhờ. Tới lui tới người đó.
mà nó bây giờ cũng vậy không bạn, thì cũng nhờ thầy nó lặt giặt giặt thôi. Mấy công ty nó mầm cá mà không được nhiều ngày thì nó gỡ được ít. Mà chú cho con hỏi thăm nè, năm nay là chú bao nhiêu rồi? 64 tuổi rồi. 64 rồi ha. Chàng ơi, 64 tuổi mà còn phải gầu lo cho con gái mình nữa. Không có được giống như là an nhàn hay chú ha. Còn anh có nhỏ này nè, giờ đi biển không chưa biết, nhỏ này xanh trai gái mặt mà biết trai chứ mặt mũi sao. Đi biển chưa về luôn. Chưa về hôm Tết trước Tết mấy ngày tới giờ luôn. Rồi bây giờ 4 ngoài tuổi rồi đó. Nó chưa chịu có vợ. Nó nói giờ con mới gắng lo cho cha mẹ đàng hoàng đi, em bút này thôi, rồi nhà cửa đi đàng hoàng, cái nơi đàng hoàng nhà cửa đi, rồi tính gì tính. Dạ thưa chú, chú cho con hỏi thăm nè. Thì nói chung là trong ngày hôm nay nè, mấy anh em con đến là cũng để giúp đỡ cho hoàn cảnh của con gái của chú. Thì con cũng không biết rằng nếu mà có được một ước mơ trong ngày hôm nay nè, thì chú ước mơ điều gì chú? Chú ước mơ sao mà cho nó được số tiền đi để nó mua sữa bọn em con uống bú trong vòng vài tháng này đi, chứ giờ nó thì nó nào ngay nó sanh đẻ ra rồi bị mổ rồi thuốc meo chứ cứ nào không biết, giờ nó không có sữa. Dạ. Thành cái thiếu sữa đó, nào chú cần không đủ số vốn mua sữa cho con bú được vài một hai tháng. Chàng không biết bò biết đồ đi cũng đỡ được phần nào. Chú không cần gì nhiều chứ hả? Thấy biết gì giờ. Chỉ cần giúp cho cháu chú vượt qua, con gái chú vượt qua được 3-4 tháng này thôi. 3-4 tháng khổ sợ này, trước này bị nó không sữa sùng con nó uống này, ăn uống này thôi nè. Giờ nó đợi mới 3-4 tháng đợi bỏ cho bà ngoại nó đi mần, cứ nó phải bỏ cho bà ngoại đi mần. Bà ngoại bà nhà cũng đói, cha mẹ cũng đói luôn. Dạ. Đâu ai đi mần cũng được, đâu sợ ai muốn ăn bụng gì đâu. Bà nhà ôm nó, còn tôi bệnh hoạn ưa bị giật nữa. Dạ, chú bị giật hả? Trời, bị giật cắm đầu té hoài rồi nữa, bây giờ bác sĩ nó không cho xuống sông nè. Không cho nên đi bộ đường xa, nắng quá thì nắng, không nên đi đường xa. Còn 3-4 năm trước tôi còn đi bằng ngày được. Có mỗi 2 năm nay đi bằng ngày, tao đâu dám mướn, chứ sao đi ra mình buồn, nắng quá, giật mình buồn. Chàng ơi, chàng, như vậy là chú đi vớt dây chai ở dưới nước cũng nguy hiểm lắm nha. Biết ví dụ là đi nào nó muốn lên, tăng nóng lên, nó làm biết bắt đầu lặn, nó xây xong chóng mặt rồi. Một cái bơi yếu chí vô nhà, mình cứ cấp đầu cái dịch bệnh đấy rồi. Không được đâu. Còn không biết ra nào mới dịch bệnh, thấy gì. Hoặc vài xẻ chứ còn cũng được 3 ngày nó đi không. Như vậy là chú biết sao không? Vài bữa chú đừng có đi nhặt dây chai ở dưới nước nữa, chú lội trên lậu cũng có gì. Lộ đông gớt còn cái sông trôi nhiều. Chàng ơi, nhưng mà chú hay bị giật đột xuất như vậy đó. Rồi nếu mà lọt xuống nước là tiêu luôn đó. Nhiều lắm rồi, bị ta cũng đợt rồi đi, năm nó còn đi cắt lúa đó, năm 10 năm đó. Mà giật xuống sông rồi cái nó gốc cái cậu xuống rửa mặt, nó gốc sao gốc gì nè. Dạ. Nó gốc gì rồi đó luôn, rồi tới thằng trên bờ thấy sao mà ông này nó qua uống trà lâu quá sao thấy luôn, bước đi ra giờ nó gốc tay. Đúng rồi, tại vì cái người mà bị giật mà ụp mặt xuống nước là chỉ một vũng nước nhỏ thôi là đủ thì giống như tiêu rồi. Nguy hiểm lắm, thôi vài bữa đổi nghề đi chú ơi. Bây giờ nó tai biến. Chú đi bán vé số được không? Bán vé số giờ được, đâu có vốn đâu đi. Dạ. Chỉ từ 1 triệu mình đi bán được. Là 100 tờ ha. Mới được 100 tờ chứ không được 1 triệu xong đi. Dạ, thôi thì con cũng cầu mong sao á cho hoàn cảnh của chú nè, cũng như là con gái của chú á sẽ được hỗ trợ rồi. Dạ, thưa chú, thì bữa nay á có quay lại cái hoàn cảnh cái cô gái mà hôm bữa mà ngồi ở ngoài cái bụi tre mà xin tiền để mua sữa cho con á cả nhà. Thì bữa nay mấy anh em đi lại đây thì cũng có một cái phần duyên của cô chú. Thì đầu tiên phần duyên đó là của danh trường ở Mỹ gửi cho mình 1 triệu. Thứ hai nữa là em Tú ở Bình Dương, cũng là công nhân thôi, nhưng em này coi cái hoàn cảnh đó của em rất là động lòng. Em này chỉ làm nói chung công nhân, làm một ngày có 100 mấy mà, nhưng mà viết cho em 300 ngàn, đó là tổng cộng của mình là 300 ha, 1.3 triệu. Ba mình điếm hồi nó nhiều quá cả nhà, hồi sau điếm nhiều quá rồi dư tiền chặt bỏ quá. Dạ thì
em có lời gì nói với anh Danh Trường ở Mỹ với cảm ơn anh Danh Trường, cảm ơn Kim Trang. Em Tú ở Bình Dương cũng là một người công nhân. Dạ thì Thanh Trúc cũng còn một cái phần riêng của bạn Ngôn nữa ha. Thì em đợi bạn Ngôn lại ha. Mấy anh em còn một lần nữa tìm đến thăm gia đình mình một chút. Thì ngoài cái sự trợ giúp hỗ trợ đó, là của biết mạnh thường quân vừa trao cho con gái của chú 13, thì ở đây con cũng có phần riêng của một quý mạnh thường quân là anh Hoàng Long Hải sẽ trao cho con gái của chú thêm là 500.000. Kế tiếp là có một quý mạnh thường quân nữa là chú Được, chú Được cũng gửi thêm cho con gái của chú là 500.000 nữa. Thì đây là 1.000.000, anh xin gửi cho em nha. Dạ, 500, 1.000.000. Thì nói chung là tổng số tiền ngày hôm nay quý mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi cho em được là 2.300.000. Thì em có lời gì muốn nhắn gửi đến quý mạnh thường quân không? Dạ, em cảm ơn. Rồi, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân, thì chú có lời gì muốn gửi đến quý mạnh thường quân? Chú cũng gửi lời xin cảm ơn các anh các chị các chú các bác mà thường quân đã ủng hộ giúp đỡ gia đình nhỏ con của tôi được phần tiền, xin cảm ơn nhiều. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì mấy anh em cũng ngon xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý vị khán giả đã đồng hành cùng mấy anh em hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo, những gia đình đang gặp khó khăn. Và đặc biệt nhất là trong ngày hôm nay đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của một người mẹ đơn thân mà phải kiếm tiền mua sữa cho con mình, phải đi xin mỗi ngày để kiếm tiền. Dạ, thôi thì đến đây thì mấy anh em cũng ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.